Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 2019 các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một mẫu xe loại cũ của bên nhà bên mình nhé. Nhà mình thì chuyên sửa chữa và mua bán xe cũ ạ. Không nhà mình gì. Đây, và mình sẽ ra tủ nhà mình. Mình sẽ quay ạ. Đây. Trên tay mình đây, trên nhà mình hôm nay thì về một ít sản phẩm thì nó cũ rồi. Còn khá nhiều, nhà mình thì chịu cả cặp đồ kiểu đấy, chủ yếu là sửa chữa đấy, nhà mình nhé. Đây là cửa hàng nhà mình nhé. Cửa hàng nhà mình thì rất phong thủy các bạn ạ. Đây, mình sẽ giới thiệu các bạn. Trên tay mình đây là chiếc Samsung J7 của Rai. Con này thì khá đẹp, con này bán giá là hơn 2 triệu nha các bạn nhé. Còn con này con Samsung J500. Con này bán là 1.400.000 đồng. Đây là chiếc Oppo A37, mình đang bán là 1.500.000 đồng. Và chiếc iPhone 6, con này là máy nguyên bản nhé, mình đang bán là 2.800.000 đồng. Và đây là con chiếc Samsung mà mình sẽ giới thiệu bên ngoài là các bạn. Oppo A53 mình đang bán là 2.200. Con này có mỏng khuôn mặt và không được vân tay. Và đây bên cạnh mình là chiếc Oppo F1 VK. F1 500. Đây F1 VK đây. Mình cũng bán lâu giá rồi các bạn nhé. Và đây là chiếc Samsung J510/2016. Mình đang bán 1.700.000. Đây là Samsung J7 Brave. Ở ra mình đang bán với giá là 2.400.000 đồng các bạn nhé. Đây mình chiếc Oppo F5 này mình đang bán với giá là 2.500.000 đồng các bạn nhé. F5 máy nguyên bản và khá đẹp, vân tay và khuôn mặt rất đẹp. Con này mình RAM là 32GB và bộ nhớ nó là RAM 3, bộ nhớ 32GB là RAM 4 ấy. Con này RAM 4, xin lỗi các bạn nhé, con này RAM 4 và 4.3 GB. Và con này chiếc Samsung MS mình bán với giá là con này dưới 2 triệu các bạn nhé. Máy cũng lướt lướt rồi, dưới 2 triệu các bạn. Và đây chiếc mấy chiếc iPhone 5 nhà mình thì bán có 1 triệu quay về đây. Ở đây 5S. 5S thì hơn 1 triệu thì các bạn nhé. Và mình đây thì có Samsung con này đời ấy rồi. Samsung vào 50, con này còn bán 800. Con này còn Note 3 thì mình đang bán với giá là 1.400. Và con này con Samsung này, con Samsung J2 mình bán với giá có 800 các bạn. Rất giá rất hợp lý, nhưng vì đây các máy cỏ nhà mình chắc các bạn cũng hướng rồi. Đây nhà mình cắm đồ, đây cái đồ bị cắm. Đây con này con C1 này là Redmi C1 này mình đang bán là 2 triệu cho các bạn nhé. Các bạn muốn xem thông tin thì các bạn nhớ lên, các bạn có thể lên trên Google các bạn search con Redmi C1 nhé. Đấy, hôm nay thì nhà mình có các cái sản phẩm đấy là cũ như thế, thì các bạn có muốn nhu cầu hỏi hay là mua bán sửa chữa hay tư vấn là cũ, các bạn cứ liên hệ cho mình Facebook hoặc đăng nhiều đăng ký lên Facebook này, Zalo hoặc đăng ký kênh ủng hộ và chia sẻ mình nhé. Và đấy, sửa chữa nhà mình đồ sửa chữa rất nhiều, chú cả đấy, đi rất nhiều. Và xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh cho mình nhá. Xin chào các bạn ạ.